Chị Huyền mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 18 tháng 3 trên kênh Sơ Vệ TV. Bản tin được phát vào lúc 21 giờ. Ngày hôm nay có những thông tin gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Mới đây một đoạn clip ghi lại cho thấy sự manh động và táo tợn của bọn cướp ngày. Cụ thể sự việc xảy ra tại xã Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước. Theo camera ghi lại, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 17 tháng 3, nhóm cướp bẻ khóa cổng để vào sân nhà ăn trộm xe máy. Đáng nói nhóm này manh động tới mức làm ngã đổ cả cánh cổng sắt với tiếng động rất lớn, nhưng không có ý e sợ chủ nhà sẽ phát hiện ra. Tiếp theo, một tên tiến vào bên trong và leo lên chiếc xe máy Suzuki Sierra định phóng đi. Lúc này, nam chủ nhà người chồng phát hiện thì nhanh chân chạy từ trong nhà ra sân, miệng hô hoán đuổi theo tên trộm. Tuy nhiên, tên trộm không hề sợ hãi mà dùng dao, bình xịt hơi cay để chống trả, khiến người chồng phải chạy ngược vào nhà. Tên trộm đã leo lên được chiếc xe máy, định mở khóa phóng đi. Tuy nhiên, nam chủ nhà phát hiện và truy hô, đuổi tên trộm ra đến cổng. Thấy người chồng mình hô hoán, người vợ từ bên trong cầm rựa chạy ra, miệng truy hô cướp cướp. Tên trộm sau đó đã bỏ chạy thoát thân. Sự việc chưa gây mất mát cho gia chủ. Đang nói thời điểm xảy ra sự việc, người vợ đang mang bầu 5 tháng. Khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng, nhiều người sửng sốt và sợ hãi trước sự manh động của những kẻ cướp này. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang được chia sẻ và nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười khi một cô gái vào shop quần áo trộm đồ. Sự việc xảy ra vào buổi trưa khi nhân viên trong hàng gục xuống bàn ngủ quên. Nữ đầu chích bịt khẩu trang, khẽ mở cửa vào shop trộm đồ một bộ quần áo và cả túi sách. Trên đường lẻn ra ngoài, cô này vấp vào cạnh bàn khiến nữ nhân viên choàng tỉnh. Người bán hàng tưởng khách muốn thanh toán nên nhanh chóng tính tiền ba món đồ. Cuối cùng, nữ đạo trích phải trả 300.000 đồng vì âm mưu bất thành. Nhiều ý kiến cho rằng nhân viên sốt quần áo vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường. Số khác cho rằng cô này vừa thức giấc đã kịp nắm bắt tình hình và xử lý khéo tên trộm. Dù thế nào thì toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera giám sát trong suốt tại trang ghi lại đầy đủ. Màn trộm đồ hài nhất mà tôi từng biết, tên trộm tự nhiên mất tiền, nhân viên lại bắt rất dễ bán được hàng. Tài khoản lên anh dí dỏm. Không biết đoạn clip này có phải là dàn dựng hay là không. Nếu là sự thật thì cho nữ nhân viên một tràng vỗ tay vì đã lật ngược tình thế chỉ bằng một câu nói. Người bị hại lại chính là tên đạo chích. Bạn có nghĩ như vậy không? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Những tình huống không nhường đường cho các phương tiện ưu tiên khi tham gia giao thông vẫn thường xuyên diễn ra. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục chia sẻ câu chuyện tương tự về tình huống nhường đường cho xe cấp cứu, khiến người xem không khỏi suy nghĩ. Theo đó, đoạn clip được một phương tiện ghi lại cảnh nhân viên y tế đang cố gắng cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên xe cứu thương. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là việc giữa thời khắc sinh tử đó, xe cứu thương đang bị vây giữa một rừng phương tiện vì tắc đường. Trên xe, nhân viên y tế không ngừng nghỉ ép tim cho bệnh nhân, trong khi tài xế đang cố gắng nhích từng chút một vì tắc đường. Người nhà bệnh nhân cũng rất lo lắng, liên tục nhìn về phía trước, vừa hỗ trợ nhân viên y tế cấp cứu, khiến nhiều người không khỏi đồng cảm. Thế nhưng, điều khiến cộng đồng mạng xót xa hơn chính là ý thức tham gia giao thông của những phương tiện đi trước. Mặc dù nghe tiếng còi hú báo hiệu, nhưng dường như các phương tiện đều không nhường đường, dẫn đến xe cấp cứu gần như chôn chân một chỗ. Khi dòng phương tiện phía trước di chuyển, chiếc xe mới có thể di chuyển được. Trong khi nhân viên y tế đang phải tranh thủ từng giây từng phút để dành sự sống cho bệnh nhân, thì hành động của các phương tiện giao thông thời điểm đó rất khó chấp nhận. Hình ảnh nhân viên y tế đang cố gắng ép tim không ngừng nghỉ để cấp cứu cho bệnh nhân càng khiến nhiều người xót xa cảm động. Những tình huống gây cản trở các phương tiện ưu tiên đang làm nhiệm vụ đã không còn quá xa lạ. Nhiều trường hợp vì không chấp hành quy nhường đường cho phương tiện ưu tiên trong trường hợp khẩn cấp đã bị xử lý. Trên siêu dị trên TikTok, thi nhau ngồi ngược bồn cầu để vừa đi nặng vừa ăn. Tuyệt kỹ chân phái này được phát triển và truyền bá từ chưởng môn Abiqua. Câu này đã khuyến khích 11,6 triệu người theo dõi áp dụng ngay tuyệt chiêu quay đầu 180 độ, về cơ bản là quay ngược đầu lại, để có thể nhâm nhi đồ ăn trong lúc đang ngồi bồn cầu. Điều tôi muốn bạn làm là hãy tiếp thu môn võ công mới này ngay lập tức, mang những đồ ăn nhẹ yêu thích sang chương trình TV, và đó là cách của người tương lai đi cầu. Nó gọi là đỉnh của đỉnh, bạn chỉ cần ngồi đó và thuận theo tự nhiên. Amiqua nói trong video đã được xem hơn 3 triệu lần, không cần nói nhiều, ngay lập tức vị trưởng môn đã bị giới giang hồ ném đá nhiệt liệt vì tuyệt kỹ dở hơi này. Mang thức ăn vào phòng tắm à? Bà này bị dở hơi à? Một người viết, tôi xin phép từ chối để thức ăn trong phòng tắm, nó giống như bạn tự vả vào mặt mình vậy,
Một người khác nói, không học vệ sinh nhưng ok, rất táo bạo, tôi thích quá nà. Một người khác nói thêm. Nếu bạn đang nghĩ đến việc tiếp thu môn võ công này của cô nàng Amy, thì hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, trừ khi bạn sẵn sàng bị nhiễm khuẩn E. coli. Vi khuẩn E. coli là một loại thường sống trong ruột của người và động vật. Hầu hết các loại vi khuẩn E. coli chỉ gây tiêu chảy tạm thời và thoáng qua. Hôm ngày 16 tháng 3 vừa qua, video ghi lại cảnh một người phụ nữ trèo lên một vách đá dựng đứng đã khiến dân mạng dậy sóng. Đoạn clip được quay tại công viên tự nhiên bên Huanlin ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng và thu hút nhiều du khách. Theo nội dung đoạn clip chia sẻ, người phụ nữ đã bước ra khỏi hàng rào và trèo lên một khối đá hẹp ở bên ngoài mà không có bất cứ phương tiện bảo vệ nào. Sau khi trèo lên đỉnh của khối đá, nữ du khách liên tục thay đổi vị trí, khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim và lo lắng. Một người bạn đứng gần đó đang quay, chụp cho cô. Vì không đảm bảo an toàn, nếu như xảy ra sơ sẩy, có thể bị rơi xuống các phiến đá phía dưới. Không ai lường hết được hậu quả gì sẽ xảy ra. Trong một cảnh quay khác, nữ du khách còn tự trèo lên một mâm đá dựng đứng khác, sau đó đứng giơ ngón tay để bạn chụp ảnh. Theo quan sát, có thể thấy người này mặc trang phục, đi dậy như người leo núi và dường như có kỹ năng. Dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng hành động này của cô gái là nguy hiểm và coi thường tính mạng. Công viên tự nhiên bên Huanlin có diện tích 15,33 km2, là một danh lam thắng cảnh cấp quốc gia ở Trung Quốc. Địa điểm này nằm ở quận Haidian, cách trung tâm thành phố 30 km. Nơi đây nổi tiếng với những đỉnh núi có hình dáng kỳ lạ, tảng đá có cấu trúc độc đáo và những khu rừng rộng lớn cùng nhiều con suối ấn tượng. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, nơi đây còn có nhiều di tích khác nhau nằm giữa khung cảnh đẹp. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin tổng hợp chúng tôi cập nhật được trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Diệu Huyền xin mến chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.